Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Mày Khuyên Đam Mê Vlog. Bây giờ đang là sáng ngày 15 tháng 7 anh em ạ. Và con chim mộc này của mình này là nó đã trút lông được một tuần rồi anh em ạ. Đó. Thì mọi người thấy này, trông bây giờ nó phải nói thật là te tua rồi, trông như cái rải rác rồi đúng không anh? Đó. Thì con chim này của mình nó đã dừng trút cách đây 3 hôm rồi. Tức là từ hôm mùng 8 đến hôm 12 là nó trút khá nhiều. Sau đó thì nó không trút nữa. Thì mình cũng có nói một lần rồi đấy, tức là con chim thì nó sẽ dụng theo đợt. Và các cái đợt này nó sẽ cách nhau một cái khoảng thời gian nhất định. Thông thường thì nó sẽ rơi vào cỡ khoảng tầm từ 10 cho đến 15 ngày. Tức là ví dụ như là hôm mùng 8 nó trút rồi đúng không? Thì nếu như mà không có gì thay đổi thì đâu đó sẽ là ngày 18 cho đến ngày 23 nhỉ, đúng không? Cho đến ngày 23 là con chim nó sẽ trút thêm một đợt nữa anh em ạ. Cho nên là nếu mọi người thấy con chim nó đang rụng lông rất là ghê, xong rồi nó không dừng, nó dừng nó không trút nữa ấy, thì việc này cực kỳ bình thường anh em ạ, không có gì bất thường đâu. Đó, thì hôm nay mình cũng có chia sẻ thêm với cả mọi người một cái cách nữa để cho hỗ trợ cho cái việc trút lông của con chim nó diễn ra được ác liệt hơn ấy. Tức là mọi người có thể dùng cái vỏ quýt Sài Gòn ấy, quýt Sài Gòn với vỏ quýt xanh ấy. Thì mọi người dùng cái vỏ đấy, mọi người để dưới cái đáy lông nhá. Mình sẽ cố gắng ép trong vòng khoảng từ 5 đến 7 hôm. Bây giờ đang là buổi trưa ngày 15 tháng 7 anh em ạ. Thì hiện tại thì Hà Nội đang nắng rất to anh em nhìn này. Nắng to khủng khiếp luôn. Thì mình đang cho mấy con chim nhà mình nó tắm ấy. Đây. Và mình có phát hiện ra là bây giờ cái phần lông măng của cái con chim thay lông của mình ấy, nó đang rụng, nó đang đâm ra rất rất là nhiều anh em ạ. Thì ở cái giai đoạn này anh em này, mọi người nuôi phải cực kỳ cẩn thận nhé. Bởi vì trước đây thì mình cũng đã có một trường hợp con chim của ông anh mình thì là nó do nó trút quá nhiều và nó mọc lên cùng lúc ấy. Thành ra là con chim nó rất là yếu. Cái bữa hôm đó thì không biết là vì cái lý do gì ấy, mà anh ấy để con chim nó bị dẫy và nó vỡ toàn bộ lông măng anh em ạ. Vỡ toàn bộ lông măng luôn và về sau con chim này nó suy và nó chết mất. Thì ở cái giai đoạn này anh em này, nói chung là hãy cố gắng tìm một cái chỗ nào treo nó thật là an toàn vào. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng hạn chế thôi, rất là hạn chế việc động vào lồng anh em nhé. Với con chim thuần ấy, thì mình nghĩ là nó cũng không đến mức độ nguy hiểm lắm. Nhưng mà đặc biệt là với những con chim mộc anh em ạ, và những con chim mà bị trút nhiều ấy. Đấy, và khi nó trút nhiều thì đồng nghĩa việc là các cái măng của nó sẽ lên cùng lúc. Và nếu mà lên cùng lúc thì cái nguy cơ nó rất là cao, nên là mọi người cẩn thận nhé. Con chim này của mình nó lên măng phải gọi là ở hai bên khẩu cánh ấy, nó đang lên rất là nhiều. Đó, mình cũng đang theo dõi xem là với cái cám mới, cái cám thay lông mà mình làm ấy, là cái lượng sắc tố của nó lên nó sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì đang toàn măng thôi, cho nên là mình cũng chưa theo dõi được anh em ạ. Với cái thời tiết nắng như thế này thì đặc biệt với chim thay lông anh em ạ, thì mọi người gần như là sẽ không phơi nắng nhá. Nếu có phơi ấy, thì mọi người hãy chờ đến khi nào con chim nó tròn tròn lông một chút. Khi con chim nó tròn lông một chút thì mọi người hãy phơi cái nắng nhẹ, nắng buổi sáng, nắng nhẹ thôi. Còn nếu mà với cái nắng gắt quá thì mọi người đừng phơi. Bởi vì là như này, có những cái lông mà nó sẽ lên sớm và có những cái lông nó lên muộn. Thì nếu như mọi người phơi quá nhanh ấy, thì cái lông lên sớm nó sẽ bị khô đi, trong khi cái lông lên muộn của nó thì nó còn chưa mọc hoặc là nó đang mọc rất dở dang. Nó sẽ khiến cho con chim nó ở trong một cái trạng thái là lông nó sẽ không đều. Đấy, nước lông không đều anh em ạ. Và cái quan trọng hơn ý, là khi mà chúng ta phơi nắng hoặc là cường độ ánh sáng cao ấy, thì như mình có đấy, là nó sẽ làm cho con chim nó hạn chế lại quá trình rụng lông. Mục đích của chúng ta là làm sao để con chim nó thay hết đúng không? Như vậy là cái việc mà phơi nắng thì mọi người hết sức lưu ý nhé. Đừng phơi quá nhiều. Mà không phải đừng phơi quá nhiều mà là không phơi luôn anh em nhé. Không phơi luôn, hãy chờ đến khi con chim nó tròn lông anh em ạ. Như vậy là từ mùng 8 đến 15 là một tuần rồi. Một tuần mà trông con chim của mình trông nó như cái rải rác luôn này anh em này. Đấy, lông nó rụng nhiều lắm.